Chào các bạn, mình là Phú, sáng lập của Aventel. Trong video của ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu với bạn về thắt lưng Aventel. Thắt lưng không lỗ điều chỉnh được độ dài là bằng da bò thuộc thảo mộc thượng hạng. Nếu bạn đã xem video gốc, video này là lặp lại. Còn nếu bạn chưa xem thì hãy thưởng thức. Với một thắt lưng đục lỗ như thế này, luôn có một vấn đề là thắt lưng không vừa với bạn. Ví dụ như có một cái lỗ bạn đục hoàn hảo khi mà quần tây mỏng, lần sau bạch mặt nó với quần jean dày và có một bữa tối hơi bị lớn một tí thì cái lỗ trở thành quá chật cho bạn. Hoặc bạn đi tập thể hình và giảm cân, cái lỗ đó trở thành ra quá lỏng. Hoặc đơn giản là không có chuyện gì xảy ra cả, nhưng da của thắt lưng bị giãn qua thời gian và cái lỗ hoàn hảo đó bị di chuyển. Cho nên bạn phải chọn giữa một cái lỗ quá chật bạn không thể thở và một cái lỗ quá lỏng khiến cho quần bạn bị tụt. Tất nhiên phải có một giải pháp nào chứ. Đúng vậy, có một số loại thắt lưng có độ dày điều chỉnh được. Bạn có thể xem video của mình mô tả các loại thắt lưng khác nhau, link ở dưới description. Tóm tắt lại video đó, đối với thắt lưng điều chỉnh độ dài được mà tiền bạc không thành vấn đề thì chúng ta có thắt lưng rãnh trượt. Với thắt lưng rãnh trượt, chiều dài của thắt lưng có thể được điều chỉnh mỗi 7mm. Thắt lưng của bạn luôn vừa với bạn. Thắt lưng hoạt động như sau. Bạn đẩy cái thắt đuôi thắt lưng vào bên trong như thế này. Nó sẽ khóa vào đúng chỗ. Còn bạn bấm vào cái lẫy, nó sẽ tuột ra. Tất nhiên trên thị trường hiện nay, thắt lưng loại này cũng có rất nhiều, nhưng hầu hết chúng được làm như thời trang mì ăn liền, giá rẻ chất lượng thấp. Vì một lý do nào đó, các nhà sản xuất thắt lưng rãnh trượt không tham gia vào thế giới đồ da xa xỉ. Còn các nhà sản xuất đồ da xa xỉ lại không quan tâm đến cái rãnh trượt. Mình sẽ mang hai thế giới này lại với nhau. Hãy bắt đầu với dây thắt lưng. Như bạn đã thấy, hầu hết thắt lưng rãnh trượt chỉ làm bằng da tắc lớp hoặc da nguyên bề mặt dùng ở lớp bên ngoài. Bạn có thể quan sát da chi tiết bằng cách tháo mặt khóa ra và nhìn vào mặt cắt của da. Như bạn thấy ở tấm hình bên trái, sợi da có kích thước đều nhau từ bề mặt vào trong. Đây là da tắc lớp với một lớp nhựa phủ bề mặt, là loại da rẻ tiền hơn nhiều và không bền bằng da nguyên bề mặt. Trong khi đó, bên phải là thắt lưng Aventel, như bạn đã thấy, sợi da dày hơn ở bên dưới và dần mỏng hơn phía trên bề mặt. Đây là da nguyên bề mặt. Cả hai mặt của thắt lưng đều là da nguyên bề mặt, không chỉ có lớp ngoài như các thắt lưng khác. Chúng tôi tại Aventel không cắt giảm chất lượng. Rãnh trượt được khâu bằng tay bền hơn rất nhiều so với rãnh trượt thắt lưng khác được khâu bằng máy. Với đường khâu bằng tay, hai sợi chỉ chạy độc lập với nhau. Nếu một sợi chỉ bị đứt, sợi kia vẫn giữ được mối nối. Với đường khâu máy, nếu một sợi chỉ bị đứt, toàn bộ đường khâu sẽ bị bung. Thắt lưng được làm không có khâu viền để làm thiết kế gọn đẹp hơn. Quy trình này cần đến 2 ngày để hoàn thành. Không như các thắt lưng khác chỉ được dán trong vòng 1 phút và khâu lại bằng máy. Đây là sơn cạnh hai lớp để tăng độ chống nước. Khóa thắt lưng mặc định là bằng thép không rỉ, bền và chống ăn mòn hơn các loại khóa rẻ tiền khác bằng hợp kim kẽm. Như bạn thấy, đây là khóa hợp kim kẽm sau 1 năm sử dụng. Và đây là khóa thép không rỉ cũng sau 1 năm sử dụng. Nói tóm lại, thắt lưng của chúng mình được làm để dùng lâu, có thể đến hàng năm hoặc hàng thập kỷ tùy theo bạn. Vậy điều này có nghĩa gì với bạn? Nếu bạn chỉ cần một cái thắt lưng bền điều chỉnh được độ dài, tại sao bạn không chọn một cái thắt lưng ni lông như thế này? Tại sao phải quan tâm đến đồ da thượng hạng? Vì cái đẹp làm cho cuộc sống có ý nghĩa. Cái đẹp là một ngôn ngữ được chia sẻ bởi nhiều chủng loài, được trân trọng bởi nhiều nền văn hóa. Không có cái đẹp, cuộc sống chỉ là chuỗi ngày vật lộn, chống chọi không có ý nghĩa. Và đồ da thượng hạng là một trong những cái đẹp dành cho bạn nếu bạn thích nó. Dù bạn tốn bao nhiêu tiền cho một món đồ da thượng hạng, bạn sẽ không nhớ được là nó đã tốn bao nhiêu sau một thời gian sử dụng. Sau đó, món đồ đó sẽ là của bạn. Bạn có thể tận hưởng những điều tinh tế của cuộc sống. Thắt lưng của chúng mình được làm ngay tại Việt Nam, cho nên chất lượng được đảm bảo. Và chúng mình có hạn bảo hành 10 năm lỗi của nhà sản xuất. Thắt lưng có hàng chục màu để bạn lựa chọn, link ở dưới description. Chúc bạn một ngày tốt lành và hẹn gặp lại bạn vào video sau.